trường. 6-7 triệu bao nhiêu? Không chưa bắt tay à? Cái cán bộ này xuất tướng lại bắt cây rồi. Cán bộ hải không. Đấy. Nhìn kiểu giống như lá móng nhỉ. Lá đẹp. Quê lá được. Quay hết lượt chưa? Chưa. Hết lượt thì đã ngồi uống nước rồi. Vướng quá, hết quay rồi. Vướng quá. Úi trời. Đấy. Ok, được. Thế là cây này ông báo giá bao nhiêu thì quên mất. Chưa hỏi. Về anh đi đâu? Đổ lạ cây đấy. Có cây này về ông ấy làm đá lên thì đẹp đấy này. Có cái mảng này nó lạ đấy. Trồi lên cây đẹp, nói chung đẹp như trồi lên lạ cây đấy. Nhưng bây giờ bắt đấy bao nhiêu tiền đấy, bao tiền đấy quay đi. Đang quay đây, đang hỏi tiền đấy. Hôm trước chả quay cái này rồi thì quay chưa? Quay rồi. Cái này bao tiền đấy? Cái này em bán 45 triệu. 45 triệu. Đấy. Cái gì đẹp hết này nhỉ? 45 triệu. 45 triệu. Nhưng mà sáng nay đã có bổ sung vitamin chưa? Ôi, về sáng người sáng xe đầy đủ rõ ràng. Không thấy mùi thơm lắm. Nay chưa tới rồi không thấy thơm. Không thấy thơm. Xin chào. Vâng. Đấy. Phải làm thêm vài bi nữa đi. Bay về nhà đâu. Có. Hôm trước có quay cái này rồi. Nó đang nốt cái kia kìa không ạ? Đẹp quá, đẹp. Ôi. Quá đẹp. Nha. Đấy, bệ xi này, bệ xanh này nó gọi là không có đấu thủ. Cái xanh đẹp như thế này không có đối thủ. Không có đối thủ. Không có đối thủ, bệ xi đẹp như thế này. Chụp cô cầu bại. Đấy. Này. Ôi, gốc cổ ngọn chỉ nhá. Thế là xanh Nam Điền. Không có đối thủ là bao tiền đâu? Hả? Bao tiền? Cái này 6 triệu. 6 triệu. Còn đéo được em ơi. Còn cái xi này 9 triệu. 9 triệu. Đấy. Phải là đẹp như này. Không bao tiền. Ôi, gốc cổ ngọn chỉ. Cái này nguyên này có phải có cái này 3,5 triệu ba vai đấy, quá đẹp. Cái ba vai đây anh lên ra ngày chưa dự án. Còn cái này 10 triệu, gọi cô anh lên làm một làm Nam Việt móng biết được. 10 triệu lên ra cái ông lên làm đâu nào đâu. Đấy, ông Nhạc này lên đường ok rồi đấy. Ok, để qua bỏ qua bố hưởng hướng. Vui lắm nhỉ. Không ạ. Hello. Từ anh nhìn cái số điện thoại của anh tính viên đấy của anh mới xóa quý anh nhìn ra. Triệu này từ 3 đồng. Lúc mà thế giới em tính
khu vực quen thuộc này quá quen rồi. Ok các bác, để sang bên này tí. Lại có cái xe, đường lại có cái xe. Đấy, đây đây chủ cây đây. Lạ đấy ông ạ. Mấy? Chắc là mình chơi là độc nhất vô nhị. Mấy hả ông? 3,5 triệu. Đấy. Chè vàng ươm. Chè ngà. Chè ngà đấy. Dáng cái này rất đẹp. Cái đeo đeo này hay nhỉ? Nhìn có vẻ sung túc đấy. Trông hay. Dị. Chơi độc đáo. Đây có cái chuối này. Chuối. Đây có chuối cục gì đấy ạ? Đấy, các ông chơi cái tre này lạ, không ai có. Là. Riêng tre ngà này rất dễ sống. Hả? Hôm qua mua rồi. Hả? Hôm qua mua rồi. Các cụ có phải khỏe. Các cụ phải khỏe. Kinh đấy, kinh điển đấy. Cái cây đấy bao nhiêu tiền mà VIP ấy đẹp không? VIP chơi như đóa hoa ấy nhỉ? Quanh năm dầu hoa, can điển là nó bằng quý tên có tỷ hoa giấy. Bao tiền? Nhiều đơn tỷ vị. Kinh nhỉ, hoa to nhỉ. Cái này là chưa là to đâu. Cái giấy này là bao nhiêu tiền đấy cụ nhỉ? Bao tiền em ơi? 3 triệu. Cái này 3, cái này 3. 3,5 triệu. Đấy ở tay bao nhiêu? Dưới 2 triệu, 3,5, 2. Đây là à cái cùi dưới. Và dưới ạ? Dưới. Không chơi này đẹp quá, bên kia lát lắm. Đây rẻ. Đây rẻ. Cái giấy này nghệ thuật. Giấy tím Huế. Hoa bé này nếu thích cạnh lấy cái này tím hoa đây, hoa nó bền được dâm của nó là ra để giấy tím hoa nó bền, giấy hồng thì nó nhanh dụng. Đây nó tự nhiên do thiên tạo. Ra được bảo vệ lại hay nhỉ, cái củ tre này đấy, cứ đeo đeo cành đeo củ này nhìn sung kiểu như sung sung xuê sung túc nhỉ. Đấy, nối cái này với nhau chúc chúc mỗi tí này nó đèo hết cả này lên đấy, cái ra đâu là nó đèo luôn sống khỏe đấy, cái này thì giống khỏe rồi, chỉ cần đấy. À, đẹp quá. Cây dưới. Dưới đẹp. À cây dưới. Dưới dưới này trồng rồi cũng được đấy. Ok, đẹp. Đẹp lạ. À, xui. Ra. Cái xanh như trụ có đẩy được không? Dít đấy. Bao tiền? Cái này nhỏ như cái sổ báo ấy nhỉ? Cái này đó. Thơm lắm, mùi pháo này. Mai Ngọc nó muốn cái nào? Lâu đi, không từng cái đấy cả. Đấy, mùi pháo này. Mùi ai chuyển diện? Thơm á. Không nhận thơm. Chuyện của bán bảy chú du nhé, một cái lục rồi. Các cùng bán anh giỏi nhất chợ, không ai bán hơn. Nếp trên mạng rồi đấy. Bán hàng thì ưu lại. Chỉ công đi bán thì công thợ xây trong ngày thôi. Ừ. Ở cái gì thì bắt nó ở đâu. Thế nó mới nhanh. Thế nó nhanh. Cái cân đấy, ngay chỗ Bảo Sơn. Mình ăn ít thôi, nhanh. Chứ còn bảy cái
ok. Công viên tợ thôi. Tạm biệt người đẹp. Cây này dị đấy. Lạ cây đấy. Đấy, cầm này xách đi. Với. Xe 33 này vốn của ai? Cán bộ đi đâu đấy? Cán bộ mua gì đấy? Đang ngồi kia chờ chú mãi để cho chú đủ clip đi ra mà. Đúng rồi, chờ tí. Cặp xéo thì tôi nhìn thấy xe quen quen nhưng mà chả biết của ai. Mua con Sony mà quay. Vâng. Cơ bản là không phải hành nghề lắm rồi. Ok các bác. Rồi. Ở đây kéo tiếc dụng cụ thì nhiều lắm. Vâng nha.